Các bạn nhân viên kinh doanh ở đây đã biết về CapitaLand rồi, nhưng vì đây là một thông tin rất quan trọng để giúp phần cho các bạn có thể chốt deal tốt hơn, vì cái độ gọi là tiềm năng của chủ tư cũng rất là quan trọng cho cái vấn đề với khách hàng tin tưởng và quyết định mua dự án của chúng ta. Thì đầu tiên dự án hôm nay chúng ta đến là chủ tư của CapitaLand. Thì CapitaLand chúng tôi là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á và hiện nay có trụ sở chính được đặt tại Singapore. Và cái lĩnh vực đầu tư của CapitaLand là nó sẽ trải dài trong rất nhiều cái lĩnh vực, ví dụ như là khu bán lẻ, khu phức hợp, nhà ở, căn hộ dịch vụ, vân vân. Thì hiện nay CapitaLand chúng tôi đã có mặt trên hơn 250 thành phố cũng như hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới. Thì hiện tại đối với CapitaLand thì chúng tôi phát triển rất mạnh ở Singapore. Nếu mà các bạn có đi Singapore chơi rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy CapitaLand logo ở tất cả mọi nơi, và đó cũng là một trong những niềm tự hào của những nhân viên ở CapitaLand như chúng tôi. Ngoài ra thị trường Trung Quốc cũng là một thị trường mà CapitaLand phát triển rất mạnh, nhưng bên cạnh đó song song đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển thêm ở các thị trường mới cốt lõi ví dụ như là Ấn Độ, Việt Nam, châu Âu, Mỹ, Úc, vân vân ha. Thì nếu mà nói về cái chiến lược của CapitaLand thì hiện nay CapitaLand chúng tôi chia thành hai mảng. Thứ nhất là CapitaLand Investment và CapitaLand Development. Thì CapitaLand Investment chúng ta sẽ focus hơn về các mảng đầu tư lớn. Còn riêng đối với CapitaLand Development thì chúng tôi sẽ là một cái bộ phận là đi tìm đất, xây dựng và phát triển ha. Để mà nói về CapitaLand thì ngoài tất cả những rất là nhiều cái mảng lĩnh vực mà chúng ta đang hoạt động, thì chắc chắn là chúng tôi phải chia sẻ cho các bạn biết là một cái thông tin rất quan trọng là Ascott cũng là một trong những thành viên của CapitaLand. Và hiện nay nếu mà chúng ta đi trên 300 thành phố trên toàn thế giới cũng như là 30 quốc gia trên toàn thế giới thì chúng ta sẽ nhìn thấy khoảng 15 cái brand name, ví dụ như là The Ascott, Somerset, Citadin, Collection, Harris, Vertu, vân vân là đều thuộc của The Ascott, và đây là một trong những thành viên CapitaLand. Còn riêng đối với Ascott ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có 3 cái thương hiệu quen thuộc hơn, đó chính là The Ascott, Titanin và Somerset. Thì hầu như 3 cái thương hiệu này đều có mặt trên tất cả các thành phố lớn của đất nước Việt Nam rồi. Nếu mà nói về CapitaLand Việt Nam thì chúng tôi là CapitaLand Development. Hiện nay CapitaLand chúng tôi đã xây dựng được hơn 7.300 căn hộ trên toàn nước Việt Nam với 2 khu nhà phức hợp và 1 khu bán lẻ mọi người ha. Đối với công ty CapitaLand chúng tôi văn phòng chính, chúng tôi có 2 phòng chính, một phòng chính ở thành phố Hồ Chí Minh là hiện tại đang ở ngôi nhà nước Tây Dận, và một căn phòng chính ở Hà Nội là chính ở nhà khách Colliers. CapitaLand chúng tôi là một cái chủ đầu tư mà chúng tôi cam kết sẽ phát triển lâu dài và bền vững ở Việt Nam. Tính đến năm 2022 thì chúng tôi đã phát triển được 28 năm với rất nhiều bề dày thành tích được ghi nhận ở đất nước Việt Nam. Thì khi mà chúng tôi đi sâu hơn về quá trình phát triển ở Việt Nam thì đầu tiên chúng tôi xin phép được giới thiệu là đầu tiên chúng tôi về nước Việt Nam vào năm 1994 ở khu vực miền Bắc. Thì lúc này chúng tôi xây dựng những tòa nhà đầu tiên là tòa nhà Park Pacific cũng như là cái Somerset West Lake. Thì sau đó đến năm 1996 và 1997 thì chúng ta tiếp tục nam tiến vào thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng thêm 2 cái Somerset nữa, một cái đường Nguyễn Thị Minh Khai, một cái đường Nguyễn Khiêm. Ở đây đảm bảo rất nhiều các bạn cũng biết. Rồi tiếp theo đến năm 2017 thì đây là cái năm đầu tiên mà các bạn bắt đầu xây dựng dự án nhà ở, là bắt đầu một dự án là dự án D'Vista. Đây là một dự án gây lên một tiềm năng rất lớn trong cái thị trường căn hộ cao cấp ở thời điểm đó. Tiếp theo đến năm 2013, 2014, 2015, 2016 thì chúng tôi tiếp tục ra mắt thêm rất nhiều các dự án với rất nhiều thành công mới, ví dụ như là dự án thuộc phân khúc trung cấp thì chúng tôi có dự án Park Regista. Tiếp theo dự án thuộc phân khúc cao cấp thì chúng tôi có dự án Vista Verde, Felix Vista và The Mansion. Ngoài ra thì cùng với dự này ở Hà Nội vào năm 2015 chúng tôi có thêm một dự án nữa là dự án Season Avenue nằm ở khu Hà Đông. Sau đó thì đến năm 2018 chúng tôi cũng là tiếp tục xây dựng và bán thành công một dự án gây lên một tiếng vang rất là lớn ở khu vực Thảo Điên, thời đó là dự án Viettel Thảo Điên với mức giá bán có thể gọi là rất cao ở thời đó, nhưng mà chúng tôi đã bán hết gần như 100% trong một tháng đầu bán thôi. Tiếp theo thì ở đến tháng 4 và năm 2018 thì chúng tôi có dự án là dự án Delason. Tiếp theo thì đến 2019 thì chúng tôi có những dự án Dự án tiếp theo ví dụ như là Somerset, Felix Vista cũng rất là thành công. Sau đó thì đến 2 năm 2020-2021 thì tất cả chúng ta đều biết đây là cái thời điểm mà Việt Nam cũng như toàn thế giới mình phải đối diện với là một cái vấn đề là Covid, nên cái thời điểm này chúng tôi cũng không ra mắt dự án mới. Nhưng mà đến năm 2021 khi đất nước Việt Nam mình vừa mới mở cửa ra thì chúng tôi ngay lập tức đã có thêm dự án là dự án Bifine ở Đặng Mỹ Lợi với mức giá cũng là từ 1 triệu đô một căn cho đến 3,5 triệu đô một căn. Và tiếp theo mới hồi tháng trước chúng tôi có thêm một dự án ở Hà Nội là Hotel West Lake Hà Nội cũng đạt được một thành công rất là nhanh rồi. Đối với nhà đầu tư, đối với chủ tư CapitaLand thì chúng tôi cam kết sẽ là một chủ tư phát triển lâu dài ở Việt Nam. Thì ngoài những cái dự án đã và đang vận hành thì chúng tôi vừa mới đây chúng tôi cũng đã có một cái lễ ký kết để sắp ra mắt 2 dự án mới, và chúng tôi đảm bảo đây sẽ là 2 dự án gây nên được tiếng vang lớn ở thị trường bất động sản trong thời gian tiếp theo. Thì ở khu vực miền Nam chúng tôi sẽ có dự án là ở thành phố mới Bình Dương, và đây là một cái dự án có hơn 3.700 căn hộ với quy mô là với khoảng 13.000 căn hộ và dành cho khoảng 13.000 cư dân và dự kiến hoàn thiện vào năm 2027. Còn riêng đối với khu vực miền Bắc thì chúng tôi sẽ có dự án mới ở tỉnh Bắc Giang, và dự án này tổng giá trị cam kết đầu tư lên tới 1 tỷ đô la Mỹ và thời gian hoàn thiện là dự kiến là năm 2030 ạ. Thì nhìn về hướng tương lai, CapitaLand chúng tôi cam kết sẽ là một chủ tư phát triển bền vững và có rất nhiều cái cam kết đối với thị trường Việt Nam. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, CapitaLand chúng tôi không chỉ đến Việt Nam để làm kinh tế, để xây dựng và bán, mà chúng tôi còn tập trung phát triển con người. Thì rất tự hào chia sẻ với các bạn thông tin này rằng CapitaLand chúng tôi mỗi năm đều trích 0,5% lợi nhuận để xung vào một cái quỹ chúng tôi gọi là CapitaLand Foundation. Thì cái quỹ này chúng tôi sẽ dùng để hỗ trợ những trẻ em nghèo được có nhiều điều kiện tốt hơn để đến trường, tại vì chúng tôi tin rằng trẻ em trên xã mầm non của đất nước. Thì tính tới thời điểm hiện tại CapitaLand chúng tôi đã xây dựng thành công được bốn cái trường homeschool từ năm 2011 đến năm 2019, và trong tương lai chúng tôi sẽ có thêm cái trường homeschool khác với cái hy vọng là mong muốn góp phần xây dựng của đất nước Việt Nam không chỉ là mặt về kinh tế mà sẽ mặt về cả con người nữa. Thì trong xuyên suốt 28 năm hoạt động ở thị trường Việt Nam, chúng tôi tự hào rằng chúng tôi đã thắng được rất nhiều giải thưởng danh giá cũng như là uy tín đến từ các tổ chức bất động sản trong nước cũng như quốc tế. Và đặc biệt phải nói đến là 2 cái giải thưởng của chúng tôi cảm thấy rất tự hào nhất, chính là giải thưởng là chủ đầu tư tốt nhất và chủ đầu tư phát triển bền vững. Thì nói một chút nữa về những cái thành công của dự án gần đây của chúng tôi, phải chắc chắn là chúng tôi phải chia sẻ với các bạn về dự án Bifine, một dự án mà chúng tôi mở bán vào tháng 12 năm 2021. Thì đây là cái thời điểm mà thành phố Hồ Chí Minh mình chỉ vừa mới mở cửa sau lockdown chỉ có khoảng chừng 2 tháng thôi, nhưng mà tất cả 88 căn hộ chúng tôi đã được bán, được đặt chỗ 100% chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đối với một mức giá là rất là đặc biệt, tức là một căn rẻ nhất cũng phải hơn 1 triệu đô và một căn mắc nhất là khoảng 3,5 triệu đô, nhưng mà 100% căn hộ đã được đặt chỗ hết rất là nhanh. Ngoài ra thì còn một list khách hàng rất là dài cũng vẫn đang mong muốn được ở một căn hộ Bifine. Thì tiếp theo đó thì chúng tôi tháng 4 vừa rồi chúng tôi lại có tiếp một cái thành công ngoài mong đợi ở dự án là Hotel West Lake ở Hà Nội. Thì lúc này chúng tôi được mở bán và bán được chúng tôi đã có hơn 80 căn hộ được đặt chỗ, và đây cũng là một thành công rất là đáng để tự hào các CapitaLand ở Việt Nam. Thì nối tiếp thành công thì để ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng và hân hạnh được giới thiệu một sản phẩm sắp ra mắt nữa của CapitaLand, chính là dự án Zenity mà các bạn đang được tham dự cái buổi lễ đào tạo ngày hôm nay. Thì tôi xin cảm ơn. Đối với dự án này chúng tôi cũng đã thắng được một cái giải thưởng từ Property, giải thưởng là dự án căn hộ hạng sang có thiết kế nội thất tốt nhất. Tại vì đối với dự án này chúng tôi bàn giao hoàn thiện nội thất luôn, nên chúng tôi đã thắng được cái giải thưởng này. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào thông tin về dự án mọi người nhé. Thì dự án Zenity này chủ tư là CapitaLand, vị trí của chúng ta nằm ở số 608 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, trên một quỹ đất là khoảng chừng 3.000 m². Tổng tất cả căn hộ dự án của chúng tôi có là chỉ có 198 căn hộ, chỉ có 198 căn hộ thôi mọi người ha. Thì chúng tôi có 21 tầng. Đối với cái tình trạng sở hữu thì người Việt Nam sẽ được sở hữu lâu dài và người nước ngoài sẽ được sở hữu là 50 năm. Chúng tôi đã xây dựng hoàn thiện được dự án này rồi, và các loại căn hộ thì chúng tôi có là căn hộ là 2 phòng ngủ diện tích 69 đến 85 m², 3 phòng ngủ từ 97 đến 103 m², duplex 157 đến 164 m², penthouse 183 m². Đây là diện tích độc lòng nha, và cụ thể hơn thì là công ty này cũng có trong cái cuốn bút đẹp của mọi người đang cầm trên tay. Thì đối với dự án Zenity này, điểm đặc biệt là tất cả các căn hộ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, duplex, penthouse chúng tôi đều hoàn thiện sở hữu hết mọi người ha. Đối với dự án này thì chúng tôi dự kiến phí quản lý sẽ là 35.000 Việt Nam đồng trên 1 m² một tháng. Nói về đội ngũ, đội ngũ thi hành là gọi là đội ngũ làm dự án thì chúng ta sẽ có chủ đầu tư chính là quản lý dự án kiến trúc sư luôn. Còn nếu mà nói về tư vấn thiết kế nội thất thì chúng ta có KARE làm một tư vấn thiết kế nội thất cho dự án chúng ta, và ASP là làm về cái tư vấn kiến trúc và tư vấn về cảnh quan âm của Singapore hết. Nếu mà nói về chúng ta sẽ tiếp tục đi về cái vị trí dự án, thì đối với vị trí của dự án chúng ta là nằm ở số 608 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, thì đây sẽ là vị trí Zenity. Thì ở đây là khu vực quận 1, và chúng ta có đặt ở ngay chỗ cái trục đường Võ Văn Kiệt. Thì đây là cái trục đường Võ Văn Kiệt, là đặc biệt cái trục đường này có một cái ưu điểm là hầu như không bao giờ bị kẹt xe, nên đó là lý do vì chúng ta ở đây nên là hầu như chúng ta sẽ di chuyển đến các khu vực dễ dàng rất là nhanh. Ví dụ như là chúng ta mặc dù cái vị trí của chúng ta không phải là quá trung tâm, ví dụ như là chợ Bến Thành hay là như Độc Lập, nhưng mà chính vì nhờ cái trục đường Võ Văn Kiệt không kẹt xe nên chúng ta có thể đi thẳng vào bên trái và rất nhiều cái đường nhỏ ở đây để đi đến được cái nơi chúng ta mong muốn. Có thể là khoảng cách sẽ xa hơn một chút, nhưng cái thời gian di chuyển nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc ở gần nhưng mà mình hay bị kẹt xe. Đó. Thì đây là cái dễ dàng tiếp cận với tất cả các mọi nơi mà bạn mong muốn. Chúng ta chỉ mất, chúng ta còn một đây, và đặc biệt là ở đường Võ Văn Kiệt nên chúng ta chỉ mất từ 5 tới 15 phút để đi qua quận 2, quận 7, quận 4, quận 5. Rồi, ở đây là các chúng ta sẽ show lên cho các bạn thấy là cái con đường đi đến những cái nơi trọng điểm nó nhanh như thế nào. Ví dụ như các bạn chỉ mất từ 8 đến 10 phút để đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, bảo tàng Mỹ Thuật hay là những cái nhà hát thành phố. Còn nếu chúng ta muốn đi bệnh viện thì cách chúng ta chỉ có 2 phút là sẽ có ngay bệnh viện đi tới. Còn nếu chúng ta muốn đi về Chinatown, khu người Hoa thì chúng ta chỉ mất có 5 phút thôi. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đi 20 phút để đến một trường quốc tế, được một trường quốc tế không ha. Nếu mà nói về cái giao thông ở trục đường Võ Văn Kiệt thì chúng ta vừa có một cái kết nối mới là chúng ta vừa có một cái đường mở rộng ngay chỗ mà đường Võ Văn Kiệt. Thì cái đường này mình đã đi vào sử dụng rồi và làm cho cái trục đường Võ Văn Kiệt hồi trước đã rất ít khi kẹt xe, bây giờ là hoàn toàn trở nên càng thông thoáng hơn và đi nó càng nhanh hơn nữa. Ngoài ra thì thông tin này đã được xác nhận rồi mọi người nhé. Chúng ta sẽ có một tuyến xe buýt nhanh số 1 sẽ được bắt đầu khởi công vào năm nay và dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2024. Thì cái trục đường xe buýt nhanh này mình sẽ đi ra tới chỗ đặt chiếc luôn với vận tốc là 60 km/h. Và cái trục đường này mở ra thì cũng hứa hẹn là một cái tiềm năng tăng giá cho các dự án ở trục đường Võ Văn Kiệt. Thì ở ngoài ra cái trục đường này mình sẽ nối trực tiếp với là cái đường metro số 1 luôn, nên là trong tương lai ở đây cũng là một khu vực rất là tiềm năng. Cơ sở hạ tầng thì như tất cả chúng ta đều biết, những ngày vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta vừa mới thông xe gần cầu Thủ Thiêm 2. Thì chính vì cái việc này cũng làm cho cái việc mà di chuyển từ Zenity đến các quận khác trở nên nhanh hơn. Ví dụ hồi trước mình đi Bình Định quận 2 có thể là mình sẽ mất 15 phút, nhưng mà chính vì nhờ cái cầu này mở ra mà chúng ta có thể tiết kiệm rút ngắn lại từ thêm 5 phút nữa để đi về quận 2. Ngoài ra trong tương lai thì cái thông tin này có rất nhiều trên báo đài ha. Trong tương lai chúng ta sẽ có thêm cầu Thủ Thiêm 3 và cầu Thủ Thiêm 4. Thì khi những cái cầu này bắt đầu mình đi vào vận hành thì con đường mình di chuyển từ Zenity qua quận 4, quận 7 nó càng sẽ trở nên thuận lợi hơn. Đây là view ạ. Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn view của dự án. Thì đây là chúng ta cái hình này trục thực tế, đường trục Zenity luôn, và đây là cái biểu hiện của dự án. Nhìn ra sông, nhìn ra trục đường Võ Văn Kiệt, nhìn thấy Vitasco, Đen 81. Thì ở những cái căn mà trục này thì chúng ta có thể nhìn thấy được bắn pháo hoa ở tường chính cả một luôn. Ngoài ra thì ở bên chúng tôi đối với dự án Zenity thì còn có một cái view cũng rất là đẹp, là mình sẽ view nhìn của quận 4. Ở đây mình cũng có view sông và có cái view city view quận 7 ban đêm cũng rất là hấp dẫn của mình ha. Thì đối với dự án Zenity, chúng tôi mong muốn sẽ đưa đến cho khách hàng một cái trải nghiệm là like dân thành ve, tức là khi mà khách hàng ở cái dự án này thì mình sẽ giống như là mình sẽ về một cái nơi thật là yên bình, về một cái ốc đảo xanh dưới lòng thành phố. Ở bên ngoài có ồn ào náo nhiệt như thế nào đi hơn nữa thì khi mà chúng ta về nhà thì tất cả mọi thứ chỉ còn là yên bình thôi. Và cái phong cách sống mà chúng tôi mong muốn mang đến ở Zenity chính là ZEN in the City. Các bạn chú ý cái slogan ZEN in the City này nha. Khi mà mình nói chuyện khách hàng mình cũng sẽ nói những cái này và các bạn cũng sẽ nhớ còn về Zenity, ZEN in the City. Thì đối với cái dự án chúng tôi thì tôi sẽ xin phép nói chuyện một chút về cái logo của dự án. Thì như các bạn cũng thấy, Zenity chúng tôi sử dụng hình ảnh con chuồn chuồn là biểu tượng của dự án. Thì trong cái quan niệm Phương Đông, con chuồn chuồn chính là biểu tượng của cái sự gọi là bình an và may mắn. Thì chúng tôi cũng mong muốn khi mà khách hàng ở trong dự án Zenity này thì cuộc sống sẽ luôn tràn đầy bình an, luôn tràn đầy may mắn. Khi mà đi làm về rất là mệt mỏi, cho dù bên ngoài có như thế nào chăng nữa thì khi mà mình về căn hộ của mình ngay ở giữa là quận 1 rất là nhộn nhịp, rất là người ta gọi quận 1 không bao giờ ngủ, nhưng mà khi mà mình về đến cửa nhà mình thì tất cả mọi thứ chỉ còn là yên bình thôi. Chúng ta sẽ thật là relax để có thể tiếp thêm năng lượng để sẵn sàng cho ngày làm việc tiếp theo. Rồi đối với dự án Zenity thì mặc dù vị trí của mình cái quỹ đất của mình nó khoảng là 3.000 m², nhưng mà chúng tôi là CapitaLand và chúng tôi sẽ luôn đảm bảo những cái mảng xanh nhất định ở trong dự án. Thì đối với dự án này chúng tôi có hơn 20 cái tiện ích đặc độc quyền dành cho 198 căn hộ ở đây. Thì lúc nãy khi mà đầu cái buổi training này thì các bạn cũng nhìn thấy một cái video clip mà show những cái hồ bơi rồi một cô gái nằm trên hồ bơi. Thật ra cái hình ảnh đó là quay thực tế ở dự án Zenity luôn, chứ không phải là chúng tôi mướn một cái khách sạn hay một cái resort là được quay. Thì các bạn sẽ có thể tưởng tượng được rồi đó, khi mà người ta về nhà mình sẽ không bao giờ mình nghĩ được ở giữa lòng thành phố quận 1 lại có thể có một cái ốc đảo màu xanh yên bình như vậy. Thì tất cả những cái tiện ích đây, chúng tôi sẽ có hồ bơi nè, party house, barbecue, những cái này thì mình sẽ ở tầng G. Ngoài ra chúng tôi sẽ có thêm open space, phòng gym ở tầng 1. Đây là hình ảnh thực tế của cái hồ bơi ở dạng Zenity. Thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là hồ bơi ở Zenity cũng chọn hồ bơi resort luôn. Đây là hồ bơi chiều dài 25 m, cũng có khu vực tắm nắng, cũng có khu vực dành cho trẻ em luôn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ có một cái khu vực này là cái khu vực jacuzzi để cho khách hàng có thể thư giãn xong này làm việc mệt mỏi. Phố cảnh hồ bơi ạ. Và đây là hình ảnh thực tế của cái lobby của dự án mình. Thì khi mà khách hàng về nhà thì sẽ đi ngang qua cái lobby này, và đây là cái chỗ mà sẽ có lễ tân ở đây để chào khách. Đây cũng là một cách của cái lobby mình luôn. Và đây là hình ảnh thực tế của công ty house. Thì nếu mà các bạn kinh doanh nào đã bán các dự án của CapitaLand, bán các dự án khác của CapitaLand thì chắc chắn các bạn cũng biết CapitaLand luôn có một cái tiện ích một vật là party house, tức là nơi mà cư dân có thể úp vào đó để mình có thể làm tiền nhỏ. Thì ở đối với dự án Zenity này chúng tôi cũng sẽ có một cái party house như vậy. Có thể là nó nếu mà so với lại các dự án Felix thì nó rất là nhỏ hơn, nhưng mà vẫn đảm bảo là bên trong cái party house của dự án Zenity cực kỳ đẹp. Đây cũng là một góc nhỏ ở trong khu vườn của Zenity. Thì cư dân có thể ngồi đây và chill, có thể mời bạn bè đến đây ngồi nói chuyện vào sau giờ làm việc hay gì đó chẳng hạn. Và đây là một hình ảnh thực tế của tiệm nướng barbecue của Zenity. Đây là hình tế của Open Space, khu vực làm việc chung ở tầng 1. Đây cũng là Open Space ở tầng 1 của bạn. Và đây là hội gym ở tầng 1. Đây là khu vực dành cho trẻ em ở tầng trên. Và đây là cái layout của dự án. Thì layout của dự án cũng nằm trong bức đẹp mà các bạn đang cầm trên tay. Thì tôi đi tôi chỉ lưu ý với các bạn một số điểm như sau. Tức là một tầng chúng ta sẽ có 10 căn hộ. và chúng ta sẽ có 4 thang máy bao gồm 3 thang phường và 1 thang chở hàng, thì suy ra cái tỷ lệ thang máy ở dự án mình là 2,5 căn hộ một thang máy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đối với cái dự án này thì chúng ta sẽ có rất nhiều, chúng ta sẽ có các loại căn hộ, diện tích cũng như view khác nhau, phù hợp với các loại đối tượng khác nhau. Ví dụ như các nhà muốn căn hai phòng một nhỏ thôi thì chúng tôi sẽ có những căn như thế này, và căn lớn hơn thì chúng tôi sẽ có như thế này. Đối với dự án Zenity thì cái điều kiện bàn giao của chúng ta sẽ là bàn giao hoàn thiện có nội thất, và đơn vị tư vấn thiết kế nội thất cho chúng ta là KARE, và đây là một cái công ty là có mặt đã có bề dày là hơn 18 năm và đã làm xong được hơn 100 dự án ở Việt Nam cũng như ở Campuchia rồi, và họ rất là mạnh trong cái mạng làm khách sạn và resort. Thì đối với dự án Zenity chúng tôi cũng engage một cái công ty như vậy để mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm về những cái căn hộ nó theo kiểu resort. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái phần layout. Thì bên đối với dạng Zenity thì chúng ta sẽ có những layout căn hộ như thế này. Đây là căn hộ chúng tôi gọi căn hộ 2 phòng của Zenity. Diện tích tiêm tường của mình là 777, diện tích tiêm tường của mình là 77m2 và diện tích cộng đồng của mình là 69.30m2, căn hộ 2 phòng ngủ. Đây là hình ảnh thực tế của căn hộ này luôn. Đây là hình thực tế của căn hộ 2 phòng của Zenity. Điều kiện bàn giao chúng tôi sẽ bàn giao là hoàn thiện có nội thất. Thì trong như ví dụ như những cái hình ảnh các bạn đang nhìn đây thì chúng tôi bàn giao hoàn thiện có nội thất, nhưng mà sẽ không có đồ trang trí. Ví dụ như giường thì chúng tôi sẽ bàn giao giường và thành giường ID như thế này chúng tôi cũng sẽ bàn giao luôn. TV bàn giao, thiết kế TV này chúng tôi cũng sẽ bàn giao luôn. Nhưng mà những cái đồ trang trí ví dụ như là khung ảnh hoặc là những cái trang trí nhỏ nhỏ như thế này chúng tôi sẽ không bàn giao. Nên chúng tôi bàn giao, nhưng mà gối và mềm thì chúng tôi sẽ không bàn giao ha. Tiếp theo chúng tôi có cái loại căn hộ 2 phòng ngủ tiếp theo là căn hộ 2 phòng ngủ deluxe. Diện tích lợn lòng của mình là 84,92m2 và diện tích xây dựng của căn hộ này là 94,52m2. Và tiếp theo đây cũng là hình ảnh thực tế của độ căn hộ 2 phòng ngủ deluxe này luôn. Tiếp theo chúng tôi có một loại căn hộ nữa là căn hộ 3 phòng ngủ Zenity với diện tích sử dụng là 97,71m2 với diện tích xây dựng là 108,101m2. Thì đây cũng là cái hình ảnh thực tế của căn hộ này luôn. Và sau này chúng tôi sẽ có một event để mở cửa căn hộ cho các bạn mời khách hàng đến để thăm căn hộ mở của chúng tôi ha. Tiếp theo thì chúng tôi có một cái loại căn hộ nữa là căn hộ 3 phòng ngủ deluxe. Diện tích căn hộ 3 phòng ngủ này được coi là diện tích căn hộ lớn so với các căn hộ bình thường khác. Thì diện tích lọt lòng của căn hộ này là 102,65m2 căn hộ, còn diện tích tiêm tường là 116,87m2. Đây là căn hộ 3 phòng ngủ ở Vũng Gấp của dự án. Đây cũng là hình ảnh của căn 3 phòng ngủ luôn, hình ảnh thực tế của căn hộ 3 phòng ngủ này luôn. Đây là căn hộ mẫu ạ. Đối với điều kiện bàn giao thì như lúc nãy giờ là tôi có chia sẻ, đối với điều kiện bàn giao thì bên tôi sẽ bàn giao là điều kiện hoàn thiện có nội thất. Đối với cửa thì chúng tôi sẽ bàn giao là các cửa thông minh, là máy gieo hoặc tương đương, bếp, máy hút mùi, lồng nướng thì chúng tôi sẽ bàn giao là electric và tương đương. Còn riêng đối với chậu rửa và bồn rửa và thiết bị vệ sinh thì chúng tôi sẽ bàn giao là video hoặc tương đương, máy lạnh thì chúng tôi bàn giao là Mitsubishi hoặc tương đương. Thì đối với điều kiện bàn giao hoàn thiện có nội thất của dự án Zenity thì chúng tôi sẽ bàn giao là có luôn cả ID, tức là sẽ có luôn cả những cái hạng mục trang trí để khách hàng có thể sẵn sàng vào ở. Tức là nếu mà khách hàng mua ở thì có thể là gần như chỉ có thể cần là sách vali và vào ở thôi. Còn nếu mình muốn cho thuê thì mình cũng có thể ngay lập tức cho thuê, chứ mình cũng không cần mất thời gian nhiều để mình làm thêm. Ví dụ như những hình ảnh này các bạn có thể thấy, ví dụ như ở đây thì đây là một cái kệ bếp mà chúng tôi bàn giao gần như hoàn thiện. Chúng tôi bàn giao cả tủ lạnh nè, máy microwave, kệ bếp trên dưới, cái bình hoàng không bàn giao. Còn đối với cái bàn ăn này thì chúng tôi cũng bàn giao là bàn ăn, ghế ăn, cái bình này cũng không bàn giao, nhưng mà những cái này thì có bàn giao này. Đó. Nên là đối với cái điều kiện bàn giao như vậy cũng là một trong những điểm mạnh của Zenity và chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi giới thiệu đến thị trường các sản phẩm là như vậy. Ngoài ra thì sau khi mà chúng ta đi qua những cái thông tin cơ bản về dự án như vậy thì hôm nay tôi mong muốn các bạn sẽ nhớ những cái đặc điểm nổi bật của dự án này. Các bạn nhớ được không? bán cái ngành nghề nổi bật này ha. Thì đầu tiên là một trong những khi CBRE của dự án là dự án chúng ta chỉ có 198 căn hộ độc quyền thôi, 198 căn hộ đặc quyền thôi và giới hạn là quận 1. Thì như các bạn biết rồi, sau cái dịch Covid vừa rồi thì bắt đầu người dân bắt đầu đã có một sự thay đổi nhất định trong mindset về cái việc tìm nhà. Hồi trước thì các bạn họ sẽ không ngại cái việc ở những cái chung cư vài ngàn căn hộ, nhưng mà sau cái dịch Covid này tôi tin chắc là rất nhiều khách hàng đã bắt đầu chuyển qua cái sở thích mong muốn là được ở trong những cái dự án thì cần ít căn hộ thôi, họ khá là ngại trong cái việc ở dự án nhiều căn hộ. Thì đây cũng là một trong những đặc điểm nổi bật mà chúng ta nên chia sẻ với khách hàng là dự án của chúng ta chỉ có 198 căn hộ thôi. Tiếp theo thì là một trong những cái địa điểm nổi bật khác nữa là cũng là vị trí vàng. Dự án Zenity là dự án nằm ở quận 1. Thì đây là dự án mà khi mà chúng ta sở hữu một dự án ở đây, nó không chỉ là nó giúp ích trong cái việc chúng ta có thể di chuyển thuận lợi, mà nó còn là một cái hình ảnh, nó làm nó nâng cái tầm hình ảnh của người ta lên khi mà chúng ta có thể sở hữu một căn hộ quận 1. Và ngoài ra thì vị trí của chúng ta ở quận 1 và nằm trên trục đường Võ Văn Kiệt, thì cái việc mà chúng ta lưu thông qua các vị trí quận khác rất là nhanh, chỉ mất từ 5 cho tới 15 phút thôi. Bàn giao nội thất, bàn giao hoàn thiện có nội thất, tức là thì như nãy giờ tôi cũng chia sẻ rồi, đối với cái kiểu bàn giao này thì khách hàng sẽ rất là thuận tiện trong cái việc đầu tư sau này. Chính vì điều đó là khách hàng khi mà mua, chúng ta chỉ mua để ở hoặc cho thuê thì cũng rất là nhanh, muốn ở thì vào ở liền, muốn cho thuê thì cho thuê ngay, không cần lo nghĩ, không cần mất thời gian, không cần thuê được của thiết kế và cũng không cần phải tốn thêm chi phí để đầu tư thêm một căn hộ nữa. Và đây là một cái đặc điểm mà chúng ta nên lưu ý và chúng ta nên để ý khi mà nói chuyện khách hàng, chính là lợi nhuận kép. Lợi nhuận kép ở đây là gì? Ví dụ trong trường hợp mà khách hàng có một khoản tiền nhất định và chúng ta khách hàng bỏ vào ngân hàng, thì cái đồng tiền đó theo nó sẽ mất giá thời gian. Nhưng mà riêng đối với cái việc nếu mà khách hàng mua một cái căn hộ, đặc biệt căn hộ quận 1, thì ngoài cái việc là khách hàng có thể là cho thuê ngay lập tức là mình đã có được cái lợi nhuận từ việc cho thuê, đúng không? Ngoài ra khách hàng còn có thêm một cái lợi nhuận nữa là cái giá trị tăng từ bền vững vì dự án cho quận 1. Thì đây chính là cái lợi nhuận kép, là vì cho thuê hấp dẫn và tăng giá bền vững theo thời gian ha. Lịch thanh toán hấp dẫn, lịch thanh toán chúng tôi có thể tự tin nói rằng lịch thanh toán của Zenity là một lịch thanh toán cực kỳ hấp dẫn mà sẽ rất cạnh tranh với tất cả các dự án trên thị trường, chứ không chỉ riêng là các dự án quận 1. Thì đối với lịch thanh toán thì lát nữa tôi sẽ đi sâu hơn để cho các bạn tìm hiểu kỹ hơn. Và đầu tư an toàn đối với dự án Zenity thì hiện tại chúng tôi đã có master book rồi, tức là tính chất pháp lý của dự án là rất là ok, nên là trong cái trường hợp mà khách hàng mua và thanh toán đủ thì chúng tôi đã có thể ngay lập tức xin cấp sổ hồng cho khách hàng rồi, nên khách hàng sẽ không còn lo lắng là mua nhà xong rồi không biết khi nào có sổ hồng. Thì ở đây là một cái đầu tư cực kỳ, một cái kênh đầu tư rất là an toàn cho khách hàng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lịch thanh toán. Và tại sao nãy tôi nói với các bạn lịch thanh toán cực kỳ đặc biệt? Thì ví dụ trong trường hợp khách hàng, tôi nói ví dụ như khách hàng sẽ mua, quyết định chốt mua căn hộ vào tháng 7 năm 2022, thì khách hàng chỉ cần phải thanh toán có 10% để có thể đăng ký hợp đồng mua bán rồi. Tiếp theo đó thì nếu như mà là khách hàng mua tháng 7 thì chúng tôi dự kiến là sẽ giao nhà vào trong quý 3 năm nay luôn, thì lúc này khách hàng sẽ thanh toán tiếp 20% để nhận nhà tạm thời, tức là tổng khách hàng sẽ thanh toán có 30% để có thể nhận một căn hộ quận 1 để có thể ở hoặc cho thuê ngay lập tức. Và tiếp theo đó thì khách hàng sẽ trong vòng chừng độ 1 năm đến 2 năm khách hàng sẽ thanh toán 35%. Thì chỗ này chúng tôi có thể sẽ chia cái lượng thanh toán ra, tôi nói ví dụ có thể như là một quý 5% chẳng hạn. Và tiếp theo đến là chừng độ quý 3 2024 thì lúc này sẽ chính thức bàn giao căn hộ với thanh toán là 35%. Thì ngay lúc này khách hàng đã có thể xin cấp sổ hồng rồi. Thì đây là một cái lượng thanh toán cực kỳ đặc biệt, khách hàng chỉ cần thanh toán có 3% ở đây là đã phải ngay lập tức vô ở hoặc ngay lập tức cho thuê. Và những cái khoản còn lại thì có thể là thanh toán phụ tùng với cái sự hỗ trợ rất là đặc biệt chủ tư, và chỗ này hoàn toàn là chủ tư hỗ trợ mọi người nhé. Còn nếu như trong trường hợp khách hàng có tiền nhà đủ thì sao? Thì khách hàng có thể tham gia cái thanh toán nhanh như thế này, và chúng ta sẽ offer với khách hàng một cái mức chiết khấu chưa bao giờ có CapitaLand. Đối với tôi lại nói ví dụ một lần nữa, nếu mà trong trường hợp khách hàng mua căn hộ vào tháng 7 năm 2 chẳng hạn, thì khách hàng vẫn sẽ là thanh toán 10% đến thuộc công bán. Sau đó khách hàng sẽ thanh toán tiếp 2% nữa, và sau đó thì khách hàng sẽ thanh toán đủ 7% để nhận bàn giao căn hộ. Thì nếu mà trong trường hợp khách hàng làm cái đầu tư năm này thì cái chiết khấu của hàng sẽ cực kỳ hấp dẫn luôn. Còn nếu trong trường hợp khách hàng chưa có đủ cái cash, chưa có đủ cái tiền mặt để có thể thanh toán như vậy thì sao, thì chúng tôi vẫn sẽ offer khách hàng một cái chương trình là hỗ trợ vay ngân hàng với hỗ trợ lãi suất 7% trong vòng 2 4 tháng. Thì nếu trong trường hợp khách hàng vay thì khách hàng sẽ không có được những cái chiết khấu cao bằng cái việc mà khách hàng tự bỏ tiền túi ra trả, nhưng mà chủ đầu tư lúc này cũng sẽ có một cái mức chiết khấu nào đó, một cái món quà đó để tri ân khách hàng trả vay ngân hàng để thanh toán sự tương thanh. Thì hai cái lịch thanh toán này đều là những cái lợi thanh toán rất là hấp dẫn và chủ tư tin chắc là cũng rất là cạnh tranh để cho các bạn có thể dễ dàng xuất deal. Thì ngoài cái tính chất của dự án thì chủ tư chúng tôi xin phép được chia sẻ thêm một chút xíu về những cái chỉ số kinh tế vĩ mô để các bạn có thể chia sẻ với khách hàng. Thì theo như một cái báo cáo 2 thì đây là những cái số liệu được báo cáo, tôi xin lỗi, theo như một cái báo cáo vào quý 1 từ Da News. Thì những con số này là tôi biết nói, tại vì Việt Nam chúng ta là một đất nước có cái tốc độ hồi phục sau Covid cực kỳ nhanh, và tỷ lệ tăng trưởng GDP của chúng ta hiện nay là 5% và tổng FDI của chúng ta là đến 8,9 billion đô la luôn. Thì lúc này đất nước Việt Nam của chúng ta là thực sự đang là một đất nước rất là hấp dẫn các nhà đầu tư ở nước ngoài. Tại vì sao? Các yếu tố sau đây, đất nước Việt Nam là một đất nước có nền kinh tế rất ổn định. Thì khi người ta đầu tư Việt Nam, người ta sẽ không sợ tự nhiên một ngày đẹp trời có một cái cuộc hỗn loạn nào đó xảy ra ảnh hưởng đến số tiền của ta. Cái thứ hai thì cái gọi là một cái tầng lớp lao động ở Việt Nam mình đang gọi là cái gọi là tầng lớp lao động trẻ, tức là chúng ta là những người rất là trẻ, rất là nhiệt huyết và làm việc rất là chăm chỉ. Cái thứ ba đó là nền kinh tế ở Việt Nam đang rất là phát triển, nên là sẽ có rất nhiều cái cơ hội dành cho các chủ đầu tư, cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thì như các bạn cũng thấy là trong nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay là lên đến 34.600 doanh nghiệp mới thành lập ở Việt Nam. Còn tài khoản chứng khoán mới mở cũng có tới 676.616 tài khoản chứng khoán mới mở, trong khi chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng có 1,9% thôi. Nên là đó lý do tại sao Việt Nam giờ hiện nay rất hấp dẫn các nhà đầu tư, ví dụ như là Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore chẳng hạn, để đến với Việt Nam của chúng ta để đầu tư. Còn nếu mà nói về cái việc mà đi lại, cái việc gọi là travel đó, thì hiện tại Việt Nam mình như tất cả chúng ta đã biết thì chúng ta gần như là mở cửa hoàn toàn có thế giới rồi. Thì riêng chỉ trong với cái quý 1 thôi thì đã có 91.000 lượt khách quốc tế vào Việt Nam chỉ trong quý 1 hay quý 2 là nhiều hơn, mà con số này chưa có được công bố. Còn riêng trong cái việc mà du lịch trong nước thì có 26,5 triệu lượt khách nội địa du lịch. Thì những con số này thật sự là những con số biết nói, tại vì khi người ta đi nhiều, người ta travel nhiều, tức là nền kinh tế đang được kích hoạt, tức là nó cũng sẽ có nền kinh tế phát triển rất là nhiều, và khi mà người ta càng đi nhiều thì là mọi thứ lại càng trở lại bình thường rất là nhanh. Đó chứng tỏ là Việt Nam chúng ta đã control được Covid rất là tốt, control được cái học Covid rất là tốt về cái lực kinh tế của chúng ta. Còn đây là còn đây là dựa trên cái báo cáo CBRE ở quý 1 vừa rồi. Thì đây là cái nguồn cung của thị trường. Thì như các bạn cũng thấy, đối với nguồn cung thị trường, đối với cái phân khúc hạng sang và hạng siêu sang thì là không có luôn, nhưng mà đối với cái phân khúc cao cấp thì chỉ có 884 căn thôi, mà trong khi cái lượng bán ra là hơn 1.000 căn hộ. Thì mình chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ là cái nguồn cung nó không có nhiều mà cái nhu cầu thật sự của người dân. Nên ở đây tức là cái nguồn cung về cái thị trường cao cấp nó vẫn cái nguồn cần mua của dạng cao cấp nó vẫn còn rất là nhiều. Còn đây là cái nguồn cung trong tương lai. Thì theo dự tính là từ năm 2022 đến năm 2025 thì nguồn cung nó sẽ càng ít đi, nhất là đặc biệt đối với cái phân khúc hạng A này, tức là cái màu đỏ này nha. Thì Zenity của chúng ta thuộc phân khúc hạng A, thì sau này cái việc mà chúng ta sẽ bị cạnh tranh trong thị trường nó sẽ càng ít đi hơn nữa. Chúng ta sẽ càng có ít cái cạnh tranh với các công ty khác, và cái nguồn khan hiếm, nguồn cung nó khan hiếm như vậy thì nguồn cầu nó lại càng dâng lên để cho cái tiềm năng tăng trưởng giá nó sẽ càng tốt hơn. Thì đây là một cái báo cáo khác từ nguồn là Colliers. Thì ở đây chỉ ra rằng tất cả những cái bất động sản mà thuộc hàng sang á thì cái tỷ lệ tăng giá của mình sẽ cao hơn so với các bất động sản của phân khúc cao cấp và trung cấp và phổ thông. Thì những cái mà trung cấp và phổ thông thì thật sự cũng có cái độ tăng giá nhất định, nhưng mà nó sẽ không có rõ ràng như là phân đoạn xa, bởi vì không có cái sự khác biệt quá lớn giữa nguồn cung và nguồn cầu giống như là phân đoạn xa. Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một chút về cái báo cáo về sự phát triển mức độ giàu có. Thì ở đây chỉ ra là Việt Nam là nằm trong top 3 những đất nước có cái việc gọi là cái tốc độ của người giàu xuất hiện là Việt Nam chúng ta là ở top 3. Và hiện nay đối với cái khuynh hướng, cái báo cáo này cũng chỉ ra là cái khuynh hướng của những người giàu khi ở Indonesia là gì? Họ sẽ sử dụng 2/3 cái nguồn tiền của họ đầu tư bất động sản. Và đối với cái số lượng người siêu giàu ở Việt Nam này thì trong từ nay đến 2026 sẽ tăng thêm 26% nữa. Và cái báo cáo này cũng đã tìm được cái số liệu là số người có cái tài sản trên 1 triệu đô ở Việt Nam bây giờ là đang có khoảng 25.800 người. Nên cái chia sẻ này để chúng ta thấy là người Việt Nam bây giờ là có một cái lượng người giàu rất là nhanh, và những người này họ sẽ lại càng thích và muốn mong muốn một cái bất động sản hạng sang, đặc biệt là một cái bất động sản ở quận 1. Thứ nhất là để thuận tiện cho công việc, cho cuộc sống. Thứ hai cũng là để một cái họ có thể gọi là khẳng định cái vị trí của mình trong xã hội. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ một chút xíu. Việt Nam mình hiện tại đang có rất nhiều chính sách để kích hoạt kinh tế sau Covid. Thì đó là lý do tại sao là người nước ngoài, thì khi mà chúng ta nhìn ra cái thực tế thế giới bây giờ, các bạn sẽ thấy là có rất nhiều các nước bây giờ đang trong những cái tình trạng gọi là không được ổn định cho lắm. Thì lúc này những người giàu đất nước đó thật sự họ rất mong muốn tìm một cái đường để họ đưa tiền ra khỏi đất nước của họ. Thì Việt Nam là một trong những điểm đến của người giàu ở các cái đất nước mà muốn đi họ đầu tư như vậy. Thì sao Việt Nam mình thật sự đang có rất nhiều cái gói để kích hoạt kinh tế, cũng như cái việc cơ sở hạ tầng của Việt Nam mình đang ngày càng hoàn thiện để làm cho người ta cảm thấy là nếu như mà các bạn chú ý mỗi năm mình chụp hình ở quận 1 lần, chúng ta sẽ cảm thấy là thành phố Hồ Chí Minh mình nó thay đổi rất nhiều, thay đổi rất là nhanh. Người mua nước ngoài cũng trở về Việt Nam rất là nhiều, thì chứng tỏ là cái điều gì ở đây, tức là khi mà người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam nhiều, người ta về Việt Nam nhiều, thì cũng là cái việc gọi là gia tăng cái việc cho thuê ở các bất động sản, đặc biệt là bất động sản quận 1. Tại vì người nước ngoài hoặc là kiểu expert trẻ của mình họ sẽ rất là thích ở những cái property ở quận 1. Thứ nhất là rất là gần công ty, thứ hai là nó cũng gần cho họ đi chơi, hoặc là cũng là thể hiện một cái đẳng cấp bản thân. Riêng đối với chúng ta sẽ biết thêm nữa, chứ là chúng ta cũng biết là hiện nay trên thị trường có rất nhiều dự án hiện tại đang bị vướng một số cái giấy tờ pháp lý, mà ở đó khách hàng sau khi mua rồi thì lại không thể nào có được sổ hồng, hoặc là sẽ rất là lâu để có được hạn chỉnh xây dựng, hoặc là mua xong rồi nhưng mà vẫn không ký hợp mua bán, tại vì tất cả những cái dự án đó họ đang bị những cái tính pháp lý còn vướng mắc lại. Nhưng mà riêng đối với dự án Zenity của chúng ta, như lúc nãy tôi đã chia sẻ, thì dự án Zenity chúng ta hiện nay đã có master đương vụ rồi, thì khi khách hàng mua xong thì ngay lập tức khách hàng có thể xin được các sổ hồng rồi. Thì đây cũng là một trong những cái điểm cạnh tranh của cái điểm mạnh của dự án mà chúng ta có thể nói khách hàng để thuyết phục khách hàng mua dự án Zenity. Đối với một cái dự án như Zenity vậy, thì một dự án ở vị trí Zenity, thiết kế Zenity, chủ đầu tư CapitaLand, thì chúng tôi tin chắc là đây là một cái sản phẩm mà chúng ta sẽ tiếp tục có thêm một cái thành công nữa sau kỳ 2 trong Hotel West Lake, với cái sự gọi là hỗ trợ rất nhiệt tình của tất cả các em kinh doanh ở đây. Thì tôi tin chắc là Zenity sẽ lại là một cái sản phẩm cực kỳ thành công của CapitaLand. Thì ngày hôm nay tôi xin phép sẽ được công bố cái giá mà chúng ta có thể chào với khách hàng. Là giá trung bình của dự án Zenity là 150 triệu Việt Nam đồng trên mét vuông, hoặc giá đô là 6.500 triệu Việt Nam đồng. Đây là giá trung bình. Và sau cái buổi Zenity ngày hôm nay, sau buổi TikTok ngày hôm nay, tôi sẽ gửi thông tin số tài khoản ra cho các quý đại lý. Thì lúc này chúng ta có thể bắt đầu thu hút được chỗ với giá là 200 triệu một booking.